Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách connect VPN dùng cho sim Viettel. Đây mình sẽ mở mạng lên. Các bạn lưu ý đối với Android thì các bạn dùng phần mềm Open VPN của Android chứ đừng dùng Open VPN Connect. Bởi vì cái Open VPN Connect này của chính hãng thì nó không nhận cái lệnh là port 9001 thì đó sẽ kết nối thẳng với port 8484 sẽ không có qua màn hình Viettel. Điều này cũng tương tự xảy ra đối với iOS nên chia buồn với các bạn sẽ bình thường các bạn connect vô đó nó sẽ đứng ở bước là waiting for server reply vậy á thì làm sao để connect được. Các bạn đừng có vội buồn, chúng ta sẽ vô chuyển về 2G. Rồi. Đó, chúng ta sẽ cho nó qua khi mà các bạn chuyển qua 2G thì nó sẽ connect được như đó, chúng ta đã biết là authentication là xác thực. Ở đây là mạng CE, là mạng S2G. Và nếu như chúng ta để mạng luôn á thì chúng ta disconnect và connect lại thoải mái chứ không phải như bui thôi chứ vì thế cho mình chắc.